Hello em ạ. Hi guys. Chào em ạ. Ghệ Thế Hùng. Thế Hùng. Bằng Tân, Xuân Nhân Tân, Thế Hùng mà trái đó. V đúng không? VBTS đúng không? Ghệ của VBTS. Kình kình kình. Kram, Jungkook Ki. Ôseo. Jungkook Ki thì sao? Không có ai ghệ Jungkook Ki hả? Jungkook. Hello everyone and welcome to today's live stream. Hi, hello. Hello everyone. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái intro mà tớ ấy lên chưa nhỉ? À, ni hao, wǎn shàng hǎo. Nǐ jīn tiān zěnme yāng nè? Kênh mình kênh tiếng Anh mọi người nhá, kênh mình kênh tiếng Anh ha. Hôm 2 ngày 3 tháng 9 cô có live không ạ? Dạ không ạ, mình chỉ live vào thứ hai với thứ bảy, nhưng mà cái hôm thứ bảy của ngày xem nào, ngày ngày 2 tháng 9 ý thì tớ nghĩ là thôi nghỉ cho rồi, cho mọi người đi chơi lễ cho vui các kiểu, nên tớ không live. Bây giờ là ngày đầu tiên của My Sweet Orange Tree, cây cam ngọt của tôi. Mọi người chơi lễ vui không ạ? How was your holiday? The Independence Day. Từ từ nha cô ơi. Từ từ gì nhở? My sweet orange tree. Cây cam ngọt của tôi. Cây cam ngọt của tôi. Alright. Cháy lắm cô ạ. À. Còn cô thì sao? Cô hả? Cô đã dành thời gian để cô đã dành thời gian để nghỉ ngơi, gọi là ngủ với cả là đi chơi, đi ăn thôi đấy. Em ở nhà suốt. Dạ ok mọi người, mình sẽ bắt đầu đọc và dịch quyển sách My Orange Tree. Quyển quyển cây cam ngọt của tôi ha. Nhà mình thấy là mọi người rất là yêu thích quyển này. So today we're gonna, start with part 1. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với part 1 nha. Với phần 1. At Christmas, sometimes the devil child is born. Vào Giáng sinh thì thỉnh thoảng hoặc là thi thoảng có một đứa trẻ ác quỷ ra đời. Alright. The discovery of things. Discovery có nghĩa là khám phá. Thì the discovery có nghĩa là cái người khám phá những thứ xung quanh. We were strolling down the street hand in hand, in no hurry at all. Totoka was teaching me about life, and that made me really happy. My big brother holding my hand and teaching me things. But teaching me things out in the world, because at home I learned by discovering things on my own and doing things on my own. I'd make mistakes, and because I made mistakes, I always ended up getting beaten. All right. Chúng tôi dạo bộ xuống cái con đường
Và chúng tôi nắm tay nhau, và mình sẽ dịch là hand in hand, có nghĩa là tay trong tay. Chúng ta sẽ dịch là nắm tay nhau. Chúng tôi nắm tay nhau rảo bước xuống con đường, và không có gì phải vội vàng cả, mà không có gì phải gấp gáp cả. Totoka đã dạy tôi về cuộc đời, về cuộc sống, và điều đó khiến tôi thật sự rất là hạnh phúc. Người anh lớn của tôi nắm tay tôi và dạy cho tôi về nhiều thứ. Nhưng mà anh ý đang dạy cho tôi về những cái thứ bên ngoài thế giới này. Bởi vì lúc ở nhà ấy, tôi đã học bằng cách khám phá những cái thứ xung quanh tôi, bằng tự tự mình tự mình khám phá tôi đã học bằng cách tự mình khám phá những cái thứ xung quanh mình và tự mình làm nhiều thứ. Và rồi tôi bị làm lỗi ha, và rồi tôi mắc lỗi. Và bởi vì là tôi mắc lỗi cho nên là tôi luôn luôn kết thúc bằng việc bị đánh. Until not long before that, no one. Had ever hit me, but then they heard things and started saying that saying I was a devil, a demon, a sandy-haired sprite. Bởi vì là không lâu trước đấy á thì chưa bao giờ có ai đánh tôi cả. No one had ever hit me. Chưa chưa có ai đánh tôi cả. Nhưng mà sau đó họ đã nghe một cái vài điều, họ đã nghe nhiều điều và đã bắt đầu nói rằng tôi là ác quỷ, tôi là một cái đứa quỷ dữ và a sandy haired. Thưa các bạn, sandy haired có nghĩa là đây là một cái tính từ ha. Từ này sandy hair có nghĩa là cái màu tóc mà kiểu màu giống cái màu rơm ấy các bạn. Khi chúng ta đi cắt lúa và thu hoạch lúa ấy mọi người thì chúng ta sẽ thu được cái rơm rơm rạ ấy, và cái màu đấy là sandy hair, là màu màu rơm rạ mọi người ạ. Rồi chúng ta có từ sprite. Sprite trong trong nghĩa cổ xưa nó có nghĩa là yêu tinh, gọi là yêu quái. Và mọi người nói rằng mọi người nói và mọi người đã bắt đầu nói rằng tôi là một một ác quỷ này, tôi là một cái con quái vật, là một con yêu tinh có màu tóc màu vàng rơm nhá. I didn't want to know about it. If I wasn't outside, I'd have started to sing. Singing was pretty. Totoka knew how to do something besides sing. He could whistle. Và tôi thì không biết, không muốn biết về điều đó. Nếu như tôi không ra ngoài chơi á, thì tôi sẽ bắt đầu hát. Ca hát thì rất là đẹp, ca hát thì rất là vui. Còn anh Totoka ấy, là anh trai lớn của tôi ấy, thì anh ấy đã biết làm sao để có thể làm một một vài thứ khác, hoặc là làm những cái thứ khác ngoài việc hát hò. Ví dụ như là anh ấy có thể thổi sáo này. But no matter how hard I tried to copy him, nothing came out. Nhưng mà dù cho no matter how có nghĩa là dù cho ha mọi người. Nhưng mà dù cho tôi có cố gắng, hard hard có nghĩa là siêng năng ấy mọi người. Từ hard nó có nghĩa là khó nhưng cũng có nghĩa là siêng năng. Nhưng mà dù tôi có siêng năng mà cố gắng làm theo anh trai tôi ấy, thì cũng chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả, kiểu vậy. He cheered me up by saying it was normal that I didn't have a whistler's mouth yet. Và anh ấy cheer me up. Cheer me up có nghĩa là cổ vũ tôi hoặc là an ủi tôi mọi người ạ. Và anh trai tôi, anh ấy, tôi
tôi bắt chước anh ấy thổi sáo mà nó không có được, thì anh ấy đã cổ vũ tôi bằng cách nói rằng chuyện đấy là bình thường thôi. À, có thể là bởi vì tôi chả có cái năng khiếu, vẫn chưa, yet, nghe chưa, vẫn chưa có năng khiếu của một người hay thổi sáo chẳng hạn. But because I didn't sing on the outside, I sang on the inside. It was weird at first, but then it felt very nice. Nhưng mà bởi vì á, tôi không thể hát to ra bên ngoài được, tôi hát thầm ấy, tôi hát thầm trong lòng ấy. Và ban đầu cái việc hát thầm đó thì khá là weird, khá là kỳ cục ha. Nhưng mà sau đó sau đó thì rất là tốt. Sau đó thì rất là kiểu hay ha. Việc 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 cái việc hát thầm đấy cũng rất là hay. And I was remembering a song Mama used to sing when I was really little. Và tôi còn nhớ một bài hát mà mẹ đã từng hát khi mà tôi còn bé này. She'd be standing at the wash tub, with a cloth tied above her head to keep the sun off it. Rồi. Và tôi còn nhớ cái bài hát mà mẹ tôi đã từng hát khi tôi còn bé này. Bà ấy stand at the wash tub. Thưa các bạn, wash tub có nghĩa là cái bồn tắm. Và mẹ tôi đã đứng ở chỗ cái bồn tắm với một cái cloth. Cloth là một cái mảnh vải ha, một cái mảnh vải tied. Tied có nghĩa là được quấn lại ha. Và mẹ tôi thường đứng ở trong cái bồn tắm nha, và với một cái mảnh vải quấn quanh đầu bà ý này, tied about her head, quấn quanh đầu bà ý để cho khỏi khỏi bị nắng ấy. Mọi người nhá. With an apron around her waist, she'd spend hours and hours plunging her hands into the water, turning soap into lots of soaps. Dạ sách đây là sách tiếng Anh nhé bạn ơi. Mình live vào 10 giờ từ thứ hai đến thứ bảy nhá. Sách này là sách gì ta? Cây cam ngọt của tôi ấy ạ. Và quyển sách này nó đây là bản tiếng Anh của nó thôi. Các bạn có thể mua bản tiếng Việt về đọc nha. Rồi, tiếp nào. Với một apron, thưa các bạn, apron có nghĩa là một cái tạp dề đấy mọi người. Mẹ tôi quấn cái tạp dề ở quanh her waist. Waist có nghĩa là eo ấy mọi người. Mua không cần mua đâu, lên mạng tải về. Nếu như mua thì phải order từ Amazon về ấy bạn ạ. Chuyện này mình đọc rồi, đúng rồi. Mẹ tôi quấn cái apron là cái tạp dề đó mọi người, quấn quanh eo của bà ấy, waist là eo. Bà ấy đã dành hours and hours, có nghĩa là hàng giờ luôn, dành hàng giờ để làm sao plunging her hands. Plunging her hand có nghĩa là vọc cái tay vào nước cái mọi người. Plunging her hands into the water, vọc tay vào nước. Mọi người nhé, với cái quấn, mình đang đọc truyện ạ, và mình đọc và mình dịch live cái chuyện này luôn cho các bạn để các bạn học luôn tiếng Anh mọi bạn à. Rồi, với cái mẹ tôi quấn cái tạp dề quanh eo của bà ý, và bà ý dành hàng giờ để vọc tay vào nước. Turning soaps, turning là đang biến đổi, soap có nghĩa là cục xà phòng, đang hòa cái cục xà phòng thành into lots of suds. Suds có nghĩa là bọt xà phòng mọi người nhé. Suds là bọt xà phòng. Ha. Alright. Then she'd wring out the clothes and take them to the clothesline, where she'd pack them all out and hoist it up high. Và sau đó thì mẹ của tôi wring out. Wring out là mình dùng tay mình vắt
vắt quần áo của mình cho nó khô ấy mọi người. Sau đó mẹ vắt khô quần áo và phơi chúng lên clothesline, phơi chúng lên cái dây phơi quần áo, nơi mà mẹ đã peg. Thưa các bạn, peg ở đây có nghĩa là mẹ đã móc á, mẹ đã móc và móc hai cái dây ở hai bên lại á, và hoist it up high, và kéo cái dây đó lên cao để làm thành một cái dây để phơi quần áo ấy. Mình sẽ đọc lại và đấy nhá. Then she wring out the clothes and take them to the clothesline, where she pegged them all out and hoisted up high. Và sau đó mẹ đã vắt quần áo này và phơi quần áo lên cái dây phơi. Cái dây phơi đó là cái nơi mà bà đã móc hai cái đầu dây lại với nhau và kéo cái sợi dây lên cao ấy. She did the same thing with all the clothes. Và bà ấy làm tương tự với mọi quần áo ha mà bà ấy giặt. She washed clothes from Dr. Paul Harbour's house to help with the household expenses. Và bà ấy giặt quần áo từ nhà của tiến sĩ doctor là tiến sĩ nha. False Harbors, nhà của tiến sĩ Hausharber, để làm sao? Để giúp với cái household expenses. Thưa các bạn, đây là gọi là sao nhỉ? Chi tiêu trong nhà ấy mọi người. Household expenses là chi tiêu trong nhà nhá. Và mẹ tôi nha, mẹ tôi cũng giặt quần áo cho nhà tiến sĩ Paul Harbour để giúp đỡ cho cái việc mà chi tiêu ở trong nhà ấy. Mama was tall and thin but very beautiful. Mẹ thì cao và gầy nhưng mẹ rất là xinh đẹp. She was brown from the sun and her hair was straight and black. Mẹ thì dưới ánh nắng mặt trời ấy, tóc mẹ sẽ là tóc màu nâu ha. Và tóc của mẹ thì dưới ánh nắng mặt trời ấy thì tóc của mẹ sẽ ánh lên ánh nâu, và cái tóc của mẹ thì gọi là thẳng và đen. Mọi người. Đoạn này mọi người xong chưa? Mình có cần phải nói lại cái gì nữa không? Đây là chuyện cây cam ngọt của tôi mọi người nhé. Đoạn này mọi người có đoạn nào mình dịch mọi người không hiểu không? Hoặc là có từ nào hoặc có cụm từ nào mọi người không hiểu không ở đoạn này? Wash tub là bồn tắm ấy. Mình dịch nhầm hả? Wash tub là bồn tắm ấy. Dạ đến khoảng tầm 11 giờ hơn ạ. Tớ dịch nhầm wash tub là cái gì nhỉ? Bồn rửa tay á? Đang giặt quần áo mà, làm sao mà bồn rửa tay được? Wash tub mình tra trên trên từ điển thì nó là tiện là cái bồn tắm ấy. Mình mẹ đang giặt đồ mà. Mẹ đang giặt đồ thì sao là bồn rửa tay được nhờ? Cô dịch chuyện mà giọng hay quá, dạ cô cảm ơn ạ. Ok, mình sẽ kiểm tra lại nhé. Rồi, tiếp nha. Peg có nghĩa là gì? Peg có nghĩa là móc, là dùng cái móc á, để móc lên, móc quần áo lên á mọi người. Cô có re-up lại video không ạ? Dạ có ạ. À đúng rồi, wash tube, a large metal container for washing clothes, etc. Vậy thì đâu phải là bồn rửa tay đâu. À, trên kênh IT của mình ấy mọi người, là Nhung 30s loves her study, Nhung 30 tuổi yêu việc học của cô ý, thì mình cũng có up quyển sách Being in Love, tựa đề là Yêu của Osho. Sách đấy rất là hay mọi người, mình đã livestream và các bạn rất là thích.
Nhung studies loves her studies. Rồi, ok. Tiếp mọi người nha. Cô like thường xuyên vào khung giờ này ạ? Dạ đúng rồi ạ. Mình like thường xuyên vào 10 giờ từ thứ hai đến thứ bảy. When she didn't tie it up, it hung down to her waist. But the most beautiful thing was when she sang and I'd hang around learning. Rồi, và khi bà ý, khi mẹ đấy, mẹ không có buộc tóc lên, tie it up là buộc gọn tóc lên mọi người nhé, thì nó sẽ xõa xuống tới eo của mẹ luôn. Hung down, hung down, hung là quá khứ của hang này, thì nó sẽ xõa xuống tới eo của mẹ luôn. Nhưng mà mẹ là một người phụ nữ đẹp nha. Nhưng mà cái thứ mà đẹp nhất là mặc nhưng mà cái thứ đẹp nhất của mẹ á là khi mà mẹ hát mọi người ạ. Và lúc đấy tôi cứ kiểu quanh quẩn bên mẹ và được nghe mẹ hát, được học từ bài hát của mẹ. Lớp IELTS của mình là tối đa là 8 học viên ạ. Sailor, sailor, sailor of sorrow, because of you, I die tomorrow. The waves crashed, dust on sand, off he went, my sailor man. A sailor of love, last not a day, his ship weighs anchor and sails away. The waves crashed. Có nhá, tí nữa mình up YouTube. Còn tí nữa mình up IT. Rồi, vậy mẹ hát bài này các bạn ơi. Sailor là người thủy thủ. Mình sẽ dịch feel the beat theo phong cách của mình nha mọi người. Chàng thủy thủ ơi, chàng thủy thủ ơi, chàng thủy thủ của nỗi buồn, bởi vì chàng mà em sẽ chết vào ngày mai. Con sóng, những con sóng vỗ vào bờ, những con sóng vỗ lên cát. Khi mà chàng đi thì chàng thủy thủ ơi, cái tình yêu của một người thủy thủ thì nó không có kéo dài nổi một ngày. Và khi mà tàu của chàng ấy ra khơi thì chàng thủy thủ ra đi đó, và làn sóng lại vỗ vào bờ mọi người nhé. Tên là Nhung 30s, loves her studies. Nhung 30 tuổi, yêu đọc lại tiếng Anh nữa ạ. Dạ, mình đã đọc mà, cái này vừa đọc xong á. Sailor, sailor, sailor of sorrow, because of you I die tomorrow. The waves crashed, dust on sand, off he went, my sailor man. A sailor's love lasts not a day, his ship weighs anchor and sails away. The waves crashed. Đây là cái bài hát của mẹ, mẹ nhân vật chính nhá. That song had always filled me with a sadness I couldn't understand. Và cái bài hát mà mẹ hát ý, cứ khiến cho tôi buồn mà tôi chẳng hiểu tại sao. Totoka gave me a Turk. I came to my senses. Và Totoka đã đưa cho tôi một cái tấm mền, tấm mền hoặc tấm thảm cũng được. Và I came to my senses. Thưa các bạn, cái cụm này là một cái cụm rất là hay ha. Come to one senses. Cái cụm này thưa các bạn có nghĩa là một cái người nào đó mà đang kiểu thẩn thơ, đang ngẩn ngơ nghĩ về thất thần, nghĩ về một điều gì đấy, thì đột nhiên một người nào đó gọi hoặc gì thì người này sẽ gọi là
come to one senses, có nghĩa là kiểu bừng tỉnh lại á mọi người. Ừ, thì chúng ta có một cái cũng rất là hay ha, gọi là bừng tỉnh hoặc là tỉnh trí lại ha, hoặc là sực tỉnh lại nha mọi người. Dịch có cần mẹo gì không cô ơi? Dạ mình là phiên dịch ạ, mình không chơi mẹo. What's up, Zeze? Nothing, I was singing. Singing? Yeah. Then I must be going deaf. Và anh Totoka đưa cho tôi cái tấm mền đấy và tôi bừng tỉnh nha. Anh Totoka hỏi này, ơ thế chuyện gì thế Zeze? Không có gì cả, em đang hát thôi. Hát ấy hả? Dạ em đang hát. Ồ, vậy thì chắc là anh điếc rồi, chứ anh chả nghe thấy mày hát. Didn't he know you could sing on the inside? I kept quiet. If he didn't know, I was going to teach him. Hay anh ấy không biết là con người ta có thể hát thầm hả? Hát ở bên trong đầu ấy mọi người. Ok, và tôi giữ yên lặng, tôi không có trả lời. Bởi vì là nếu như anh Toka mà không biết thì tôi cũng chẳng định dạy anh ấy đâu. Rồi, tiếp nào. We had come to the edge of the Rio Sao Paulo highway. On it, there was everything. Trucks, cars, carts and bicycles. Và chúng tôi đã đến cái mép đường của đại lộ Rio Sao Paulo nha. Trên cái đường đại lộ đấy á, thì có mọi thứ luôn. Có xe tải này, có xe ô tô này. Cart là có cái xe, mà cái phương tiện xe mà chúng ta dùng sức của động vật đấy mọi người. Vậy thì trong trường hợp này tôi sẽ dịch là xe ngựa ha. Horse cars, xe ngựa ha. Và xe đạp. Look, Zeze, this is important. First, we take a good look one way and then the other. Okay, now go. Nghe này, cô, Zeze, điều này quan trọng nha. Đầu tiên á, là chúng ta hãy nhìn thật kỹ một chiều của đường á. Và sau đó nhìn thật kỹ cái chiều còn lại. Đó, rồi giờ đi nha. We ran across the highway và chúng tôi chạy ngang qua đường cao tốc. Were you scared? I was, but I shook my head. Let's do it again together, then I want to see if you learned. Em sợ hả? Were you scared? Totoka hỏi Zeze như vậy. Em sợ hả? Tôi có sợ ấy, nhưng mà tôi shook. Shook này là quá khứ của shake. Shake my head có nghĩa là tôi có sợ nhưng mà tôi lắc đầu. Vậy thì chạy lần nữa nha. Và rồi anh muốn nhìn là liệu rằng em đã học được cái cách mà băng qua đường chưa đấy. Anh Totoka nói. And we ran back. Và chúng tôi chạy qua đường. Chạy lại bên đường. At the highways, không ai dịch là mép đường cô ơi. Vậy bạn có thể cho mình cách dịch hay hơn không ạ? Cái này mình không có sự chuẩn bị ấy, mình chỉ dịch live thôi nên là tới từ nào mà nó xuyên nó ở trong đầu mình ngay tại thời điểm đó thì nó ra. Ok, bạn có thể kiến thức là để chia sẻ mọi người. Bạn có thể cho mình hay không? Dạ, mình đọc cái này thì trình độ nào ạ? Mình rốt, mình cũng chả biết nữa. Mình cũng tạm tạm thôi. Rốt thì không, nhưng tạm tạm thôi, chưa giỏi. Rồi, now you go. No barking, cause you're a big kid now. My heart beat faster. Lề đường, ok. Lề đường, ok. Cũng được. Mép đường không được hả? Phải lề đường hả? Ok. Hay, cũng được, cũng đúng. Rồi. Và anh Totoka nói với tôi nhá.
Ok, bây giờ là em phải đi rồi, em tự em đi nha. No balking. À, các bạn ơi, cái chữ này, mọi người, balking à, có nghĩa là không có do dự ấy mọi người. Balk có nghĩa là do dự. Bây giờ em tự đi nha, và không có do dự, bởi vì bây giờ em đã là một một gọi là em đã lớn rồi. Em thấy cũng giống nhau. Không sao. Và my heart beat faster, và tim của tôi ấy thì lại đập nhanh hơn. Em không được cô ạ, không sao hết cô ạ. Em không có... dạ mình không tự ái đâu ạ. Cô không tự ái đâu ạ. Bởi vì là con người ta học cả đời còn không có học hết. Nên là nếu như chia sẻ kiến thức với mình chia sẻ kiến thức với người khác thì mình thấy rất là vui. Miễn là đừng toxic cho trong kênh của mình là được. Tại phiên dịch mà nó cần một chút gì đó, nó freestyle tí, nó cần tâm trí fresh một tí. Rồi, beat có nghĩa là đập ha. My heart, my heart là trái tim của tôi thì đập còn nhanh hơn nữa. Dạ mình cảm ơn ạ, cảm ơn cô, cảm ơn đã ủng hộ cô ạ. Mình cảm ơn ạ. Now go. Ok, bây giờ chạy đi. Đấy, anh Totoka nói như thế. Ok. I raced across almost without breathing. I waited a bit and he gave me the signal to return. Và tôi đã chạy ù qua mà không thở luôn ạ, thậm chí là không có thở luôn ấy mọi người. Thì mọi người ơi, cái chữ breathe này nha mọi người là thở ha, là động từ. Rồi tôi chạy qua đường mà thậm chí còn không thở luôn. Và tôi đợi một chút xíu rồi anh Totoka phát ra tín hiệu hoặc là đưa cho tôi cái tín hiệu để tôi quay lại. You did really well for the first time, but you forgot something. You have to look both ways to see if any cars are coming. I will always be here to give you the signal. We'll practice some more on the way home. But let's go now, because I want to show you something. My heart beats faster. Cái này là sách của người ta bạn ơi, đừng có chỉnh sách ấy. Cái này không phải mình bịa ra đâu, bạn đừng có chỉnh. Bạn chỉnh sai rồi bạn ạ. Beat là quá khứ của beat nha. Ok, rồi. Tiếp nào. Đợi thì mình bật lại cái nhạc. Không, đừng có chỉnh sách mọi người ơi. Có nhiều cấu trúc của sách mà mình chỉ có theo thôi chứ không có chỉnh. Rồi, tiếp ạ. Ok, anh Totoka nói với Zeze như thế này nè. Ok, em làm như thế là làm rất là tốt cho lần đầu tiên ấy. Nhưng mà em biết là em quên điều gì không? Em quên một điều nha. Em quên một điều là khi mà băng qua đường ấy thì em phải nhìn cả hai phía luôn. Cả nhìn trước cả nhìn sau luôn để mà chú ý rằng là liệu có cái xe ô tô nào đang đi tới không. Anh không thể, anh sẽ không có kiểu luôn luôn ở đây để ra tín hiệu cho em là có xe hay không được nha. Ok, rồi chúng ta sẽ luyện tập một vài lần nữa trên đường trở về nhà nha. Ok, nhưng mà bây giờ phải đi đã, bởi vì là anh có một thứ muốn cho em xem. Rồi, tiếp mọi người. He shook my hand and off he went again, slowly. I couldn't stop thinking about a conversation I had. Totoka, what? Can you feel the age of reason? What? This nonsense?
Uncle Edmundo said it. He said I was, you know, ôi sao tớ không biết từ này nhỉ? Mọi người ơi, từ này có nghĩa là gì mọi người? Tớ không biết từ này mọi người ạ. Off he went. Cái này là cái cách nói đảo ngữ bạn nha. Đúng không? Precious mới là quý giá chứ nhỉ? Ok, vậy đợi mình tra từ này nhé. Tự nhiên quên từ này rồi. Ồ, hay quá. Ok, đợi tí tớ dịch nha. Uncle Edmundo said it. He said I was precautious and that soon I'd reach the age of reason, but I don't feel any different. Cây cam ngọt hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi, ok, tiếp tục mọi người nha. Và anh Totoka cầm tay tôi và anh ấy lại đi một lần nữa một cách chậm rãi, cầm tay tôi và đi một cách chậm rãi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về một cái đoạn hội thoại mà tôi đã từng có. Anh Totoka, gì vậy em? Anh có cảm nhận được, mình có một cái cụm từ rất là hay nha mọi người, the age of reason. The age of reason có nghĩa là độ tuổi chín chắn. Hoặc là độ tuổi biết suy nghĩ. Hôm nay mình học một từ, đọc một từ ngơi rất là hay. Rồi, anh có cảm nhận được là, anh có cảm nhận được cái độ tuổi chín chắn không? Totoka hỏi là, cái gì vớ vẩn đấy trời? Totoka nói thế. Rồi, anh ơi, bởi vì là cái chú, bác ha, bác Edmundo đã nói như vậy đấy. Ông ấy nói rằng em là, chúng ta có precautious, em là cái kiểu sớm phát triển ấy anh. Thì thưa các bạn, mình có từ precautious, có nghĩa là sớm phát triển ha. Nếu như chúng ta dùng cái này để nói về thực vật thì nó có nghĩa là sớm sớm ra hoa hoặc là sớm kết quả, kết trái. Rồi, chủ bác Edmundo nói thế đấy. Bác Edmundo nói là em là kiểu mà sớm phát triển và nhanh thôi thì em sẽ đạt đến cái độ tuổi chín chắn anh ạ. Nhưng mà em chẳng cảm thấy điều gì khác biệt cả. Ừ, đúng rồi. Dậy thì sớm hả? Lớn trước tuổi hả? Lớn trước tuổi sẽ đúng hơn là dậy thì sớm ha. Lớn trước tuổi, em là kiểu lớn trước tuổi, đúng rồi. Và sớm thôi thì em sẽ đạt đến cái tuổi, độ tuổi chín chắn, the age of reason. Nhưng mà em chẳng cảm nhận được là điều gì khác biệt cả. Uncle Edmundo is a fool. He's always putting things in that head of yours. Bác Edmundo là một kẻ ngốc ấy. Trời ơi, ông ấy cứ đặt mấy cái thứ trong cái đầu ông ấy vào đầu của em ấy nha. He isn't a fool, he's a wise. And when I grow up, I want to be wise and a poet and wear a bow tie. One day, I'm going to have my picture taken in a bow tie. Không anh, bác ý không phải là kẻ ngốc đâu. Bác ý thông thái lắm đấy. Và khi em trưởng thành ấy, thì em muốn trở nên thông thái và trở thành một nhà thơ và mang cái bow tie, là mang cái nơ trước ngực áo của em anh ạ. Và một ngày nào đó thì em sẽ được chụp ảnh với cái bow tie đó. Em sẽ được chụp ảnh với cái nơ đó. Ha. Huh.
Rồi cái đoạn này mọi người có chỗ nào không hiểu không? Tớ sẽ dịch ngay lại ạ. Chào Nam ạ. Đoạn này mọi người có thấy là có cái gì không hiểu không ạ? Tớ sẽ giảng cho. Sách này là cây cam ngọt của tôi đấy bạn. My sweet orange tree là bạn tiếng Anh á. Bow tie là cái nơ trước áo ấy. Cái nơ mà để kết ở trước áo, đeo trước ngực ấy à, bạn ạ. À? Sách gì thế ạ? Hình như mình có ghi trên bio là không phải trên bio mà là trên cái title của livestream là My Sweet Orange Tree mà nhỉ. Lịch live của bạn à của tớ là 10 giờ từ thứ hai tới thứ bảy. À. Ok, tiếp mọi người ạ. Why a bow tie? Because you can't be a poet without a bow tie. When Uncle Edmundo shows me pictures of poets in the magazine, they all wearing bow ties. Thế tại sao lại là nơ? Nơ trên áo? Bởi vì là anh không thể trở thành nhà thơ được. Nhà thơ nếu như mà anh không có cái nơ ở trên áo được. Khi mà bác Edmundo cho em nhìn những cái bức ảnh của các nhà thơ ở trên cái quyển tạp chí á, ồ anh, họ đều mang cái nơ đó trước ngực anh ạ. Zeze, you have to stop believing everything he tells you. Uncle Edmundo's a bit cuckoo. He lies a bit. Zeze à, em phải dừng lại cái việc mà tin mọi thứ mà bác ấy nói với em đi. Bởi vì là bác Edmundo có một chút cuckoo. Thưa các bạn, đây là một cái từ lóng khá là hay. Có nghĩa là kiểu một người điên điên, một người kiểu gàn dở ấy mọi người. Đấy, thì bác Edmundo có một chút kiểu gàn dở ấy, kiểu điên điên ấy. Và bác ấy cũng nói dối em một chút đấy. Is he a son of a bitch? Oh, vậy bác ấy là... Có phải là đồ cờ hó đẻ ông ta anh? Đẻ hả? Alright. You've already been slapped across the mouth for using so many swear words. Uncle Edmundo, isn't that? I said cuckoo, a bit crazy. Trời ơi, em bị tát vẹo mồm về cái việc mà cứ chửi thề suốt không ạ, không nhớ hả? Swear words là từ ngữ kiểu chửi thề á. Bác Edmundo không phải thế à, mà anh bảo là cuckoo có nghĩa là hơi hơi điên điên ấy. You said he was a liar. Nhưng mà anh nói là bác ý là một kẻ nói dối cơ mà. Anh vừa nói xong. They are two completely different things. Ôi, hai cái đấy là một hai cái điều hoàn toàn khác biệt luôn. Biên biến là gì? Biêng biêng ấy hả? À đúng rồi, là kiểu kiểu hâm hâm ấy, kiểu điên điên ấy. Dạ mình tải trên Google ấy ạ. Đây này, bởi vì bạn ơi, bởi vì cái lời giải thích của anh Toto qua ở dưới này nha. I said cuckoo a bit crazy. Anh bảo là cuckoo nó có nghĩa là hơi điên điên thì mình sẽ chúng ta sẽ dịch là hơi điên điên hoặc là hơi gàn dở. Chúng ta sẽ, tại vì là đây là nói về người lớn, nhận xét về một người lớn, cho nên là sẽ không có nhận xét kiểu ẩm IC hay là gì đó ha. Khi mà dịch thì chúng ta sẽ dựa vào context một chút xíu, dựa vào cái ngữ cảnh và chúng ta đang nói về ai. Nếu như mà đang nói về một cái thằng ất ơ nào đấy thì ấy, nhưng mà chúng ta đang nói về bác Edmundo đáng kính thì chúng ta sẽ không nói câu đấy.
mình cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn, bạn Hay. Rồi, tiếp nào. Ok, nhưng mà hai cái từ đấy, hai cái thứ đấy là anh nói là hoàn toàn khác biệt cơ mà. Thì bé dê dê mày cãi ha. Không, không có khác gì cả. Bởi vì là có một ngày á, thì em nghe bố, em nghe papa nói chuyện với Labone về Saverino. Cái người mà chơi đánh bài với bố ấy. Và bố nói là ôi trời ơi, cái thằng trời đại, thằng cờ hó đẻ đấy, đúng là một cái thằng, gọi là một cái thằng lừa đảo ha, một cái thằng nói dối trá. Và nhưng mà lúc đó ấy, thì chả ai tát vào miệng bố cả. Ok. It's okay for grown-ups to say things like that. Neither of us spoke for a moment. Uncle Edmundu isn't. What does cuckoo mean again, Totoka? Và Totoka trả lời nhá. Ok, khi mà người lớn thì nói như thế thì chả sao cả. Còn như đó, còn như em thì được không? Em thì không được nói. Và lúc đấy thì không ai trong chúng tôi, kể cả tôi và anh Totoka nói lời nào nữa cả. Ok, vậy thì bác Edmundu không phải là cái từ hồi nãy mà tôi định nói. Thì vậy thì ok, anh giải thích lại cho em cuckoo có nghĩa là gì hả anh Totoka? Đó. Ẩm y xê là gì chị? Ẩm y xê là chập mạch ấy. Ẩm y xê là chập mạch ấy à? Bạn đáng yêu quá. Ẩm y xê là kiểu bị chập ấy. Em nghe em người miền Trung nên không biết. Mình cũng là người miền Trung nè. Alright. He pointed his finger at his head and twisted it around. Thì sau khi nghe tôi nói thế ha, tôi là cái người đang kể ha, Zhe nói thế, thì anh Totoka đã gọi là chỉ cái ngón tay ha, chỉ cái ngón tay vào đầu của anh ý và kiểu xoay ngón tay vòng quanh đầu ấy. No, he isn't. He's really, really nice. He teach me things and he only smacked me once and it wasn't hurt. Totoka started. He smacked you? When? Chung mà giọng như bác. Không, ông ấy không hề là kiểu cờ hó đẻ giống như em lần này nói. Bác ấy không hề như vậy nha. Bác ấy rất là tốt luôn. Bác ấy dạy cho anh rất là nhiều điều. Và từ smack có nghĩa là đập ấy mọi người. Và bác ấy chỉ đập anh một lần, chỉ đánh anh một lần khi mà chỉ đánh anh một lần thôi và bác ấy đánh chẳng đau gì cả. Đấy, thì Totoka trả lời như vậy. Bác ấy đánh anh á? Khi nào vậy? He smacked you? When? Bác ấy đánh anh á? Khi nào thế? À, từ từ. Cái này là của Toto à, của Zeze hả? Đâu? Cái này là của Totoka mà. Cái từ này là cái từ tường thuật cho cái câu này mà em. Câu này là câu tường thuật cho cái câu trên mà. Bởi vì là Totoka đang còn
bởi vì bên này là anh bạn Zeze đang vừa hỏi Totoka là kuku có nghĩa là gì mà. Thì tại vì mình có xem qua một lượt rồi chứ. Thì tại vì bên này bạn Zeze bạn có hỏi là kuku có nghĩa là gì vậy anh Totoka, thì anh Totoka lấy cái tay nó xoay 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 bên thái dương á, kiểu thế, xong rồi nói lại nè. Dạ mình. À, đây này. Alright, mình tiếp tục ha. When I was really naughty and Gloria sent me to Ren's house. He wanted to read the newspaper, but he couldn't find his glasses. He searched high and low, and he was really mad. He asked Gran where they were, but she had no idea. The two of them turned the house upside down. Then I said I knew where they were, and if he gave me some money to buy marbles, I'd tell him. He went to his waistcoat and took out some money. Point his finger at his head, có nghĩa là chỉ cái tay vào cái đầu của anh ấy, và theo như mình hiểu ha, twist it around có nghĩa là lấy cái tay mà ấy quanh đầu mình á, kiểu như vậy này, đây là cái đầu nhá, kiểu vậy á. Rồi tiếp nha. Khi mà anh rất là nghịch ngợm ấy, từ naughty có nghĩa là nghịch ngợm mọi người nhá. Và Gloria đã gửi anh đến nhà của Grant. Và lúc đấy á, thì ông ấy đang muốn đọc báo. Nhưng mà không, ông ấy không thể tìm thấy cái kính của ông ấy. Và rồi ông ấy search high and low, là tìm cả trên cả dưới luôn. Và ông ấy rất là bực mình. He was really mad. Và ông ấy cũng hỏi Grant là kính ở đâu, thì nhưng mà bà ấy cũng không biết ha. Và hai người họ đã gọi là lục tung ngôi nhà để tìm thấy. Turned the house upside down có nghĩa là turn the house upside down, nghĩa là biến cái ngôi nhà nó lộn tùng phèo, nó trên xuống các kiểu ấy mọi người. Thì mình sẽ dịch cho nó tượng hình hơn một chút xíu là lật tung cả nhà lên luôn ấy mọi người nhé. Dạ vâng ạ, không có gì ạ. Rồi và rồi anh nói là anh biết kính ở đâu. Và nếu như mà bác ý đưa cho anh một ít tiền để buy, để mua marbles. Đối các bạn, marbles là gì? Marbles là viên bi nhá mọi người, đúng rồi. Và anh nói là nếu như mà bác ý trả cho anh ít tiền để anh mua bi thì anh sẽ nói với bác ý. Và rồi anh ý đã, bác ý đã đến cái waistcoat, waist có nghĩa là eo, còn coat có nghĩa là một cái áo khoác. Trong trường hợp này waist coat có nghĩa là áo chi lê ha. Và bác ý đã đến chỗ cái áo di lê của bác ý và lấy ra một ít tiền. Go get them and I give it to you. Ok, cháu đi lấy đi. Và bác sẽ đưa tiền cho cháu. I went to clothes hamper and got them and he said it was you. You little rascal. He gave me a smack on the backside and put the money away. Rồi, thì anh đã đến cái chỗ mà clothes hamper. Clothes hamper có nghĩa là you nhẹ nhẹ thôi cô ơi. Vào nghe còn ý kiến nữa. Đọc cảm xúc sao nhẹ được, có phải là đọc nói chuyện tâm sự yêu đương đâu.
Rồi, clothes hamper có nghĩa là cái hòm quần áo ấy mọi người. Anh đến chỗ cái hòm quần áo và anh lấy cho bác thì bác nói này. Thì ra là mày thằng nhãi này. Mọi người nhá, mình có từ rascal. Rascal là thằng nhãi con hoặc là thằng ranh con hoặc là thằng oắt con kiểu đấy ha. Cái hòm quần áo ấy, nhỏ nhỏ như thế này nè. Ok, và khi mà anh lấy kính ra cho bác ấy thì bác là thì ra là mày, thì ra là cháu à, thì ra là mày à, thằng nhãi này đấy. Và anh ấy, và bác ấy táng cho anh cái sau lưng ấy. đập cho anh cái sau lưng ấy và không có đưa tiền. Ok, lấy tiền đi. Cái dương, đúng rồi, cái dương. Hay quá, giỏi. Totoka laughed. Và Totoka cười. You go there to avoid getting smack at home. And you get smacked there. Let's go a bit faster or we never get there. Okay. Em tới đó để tránh bị oánh ở nhà thì tới tới đó em bị anh xin lỗi, anh ở nhà đi tới đó để tránh bị oánh ở nhà thì anh tới đó thì anh bị oánh tới đó ha. Đi nhanh lên không á là không bao giờ đến được nhà đâu, đến được đó đâu. I was still thinking about Uncle Edmundo. Và tôi vẫn cứ tiếp tục nghĩ về bác Edmundo. Totoka, are children retired? Anh Totoka này, thế trẻ con ấy có nghỉ hưu không? Chị ngữ cảnh bị sai rồi chị. Sai chỗ nào vậy? Sai chỗ nào về ạ? Anh Totoka này, thế trẻ con ấy có nghỉ hưu không? Cái gì cơ? Uncle Edmundo doesn't do anything and he gets money. He doesn't work and City Hall pays him every month. So what? Well, children don't do anything. They eat, sleep and get money from their parents. Em bảo gì cơ? Thì em thấy nha, bác Edmundo chả phải làm gì cả và bác ấy cũng có tiền. Bác ấy không có làm việc. Và City Hall á, phát tiền cho bác ấy, trả tiền cho bác ấy mỗi tháng luôn. À vậy hả? À vậy là cái câu này là Totoka đang nói là em tới đó để tránh bị đánh ở nhà và em bị đánh ở đó đúng không? Ok, và Totoka nói với bé Zeze là hãy đi nhanh hơn một chút, nếu không thì sẽ không đến được đó đúng không? Ok, đúng. Xem bản dịch rồi mới nên em thấy hơi lạ. Bạn xem bản dịch rồi hả? Giỏi các ta. Mình chưa xem bản dịch. Thật sự là mình chưa xem bản dịch. Tại vì mình sợ xem rồi sẽ bị nhuốm màu. À dạ vâng ạ, tại mình có tải, thật sự là mình có tải nhưng mà mình xem mình bị sợ bị nhuốm màu của sách ấy nên là mình không ấy. Thi thoảng nếu như mà có cái chỗ nào bí thì mình sẽ tham khảo nhưng mà mình không có đọc ạ. Alright. Vậy thì sao nào? Và Zeze trả lời nha. Thì trẻ con cũng chẳng làm gì cả. Chúng ăn này, ngủ này và lấy tiền từ cha mẹ chúng.
Thì anh Zeze, anh Totoka trả lời nhá. Retired is different, Zeze. A retired person has already worked for a long time. Their hair is turned white and they walk slowly like Uncle Edmundur. But let's stop thinking about difficult things. If you want to learn things from him, fine, but not with me. Act like the other boys. You can even swear, but stop filling your head with difficult things. Otherwise, I won't go out with you again. Nghỉ hưu á thì khác dê dê ạ. Một người nghỉ hưu á là họ đã làm việc, đã từng làm việc trong một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Và khi mà tóc của họ chuyển sang màu trắng, cũng nghĩa là tóc của họ bị bạc rồi ấy. Và họ đi chậm giống như là bác Edmundo. Nhưng mà thôi, đừng có nghĩ về những cái thứ mà những cái điều khó khăn đấy nữa. Nếu như em muốn học những cái điều đó thì em những cái điều đó từ bác Edmundo thì ok em cứ học, nhưng mà không phải với anh nha. Hãy gọi là hãy kiểu hành động ấy, giống như là những cái đứa con trai bình thường đi, con trai khác đi. Thậm chí là em cũng có thể chửi thề nữa, nhưng mà đừng có gọi là nhét đầy đầu em với những cái điều mà khó vậy ấy. Hoặc là không ấy thì anh sẽ không đi chơi với em nữa đâu. Ủy ban thành phố vậy đó. Cái này là của Pháp. Bên bản dịch là tòa thị chính, không biết là có đúng không. Thì mình cứ dịch là City Hall đi. Tiếp nào. Trời ơi, mình uống trà tim sen nó đắng. Dạ, chị đang đọc sách sách gì mọi người nhỉ? À, quên. My Sweet Orange Tree, cây cam ngọt của tôi ạ. I sulked a bit and didn't want to talk anymore. I didn't feel like singing either. The little bird that sang inside me had flown away. We stopped and Totoka pointed at the house. Rồi, thế bạn, có bạn nào dịch được chữ này không? Có bạn nào có thể dịch được cái này không? Cái từ này mọi người, từ này có nghĩa là gì ạ? Đúng rồi, chị mua sách ở đâu vậy ạ? Bạn ơi, mình tải trên mạng ấy. Đúng rồi. Khi mà anh nghe anh Totoka nói thế á, thì tôi dỗi sucked, hoặc là trong trường hợp này mình đọc ED nữa thì sucked. Tôi dỗi một chút mà chẳng muốn nói chuyện. Tôi cũng chẳng muốn hát hò nữa luôn. Cái chú chim nhỏ mà đã hát ở trong tôi á thì cũng bay mất. Nghe anh nói vậy dỗi kiểu vậy. Và chúng tôi dừng lại và Totoka chỉ vào ngôi nhà, point at the house. Đây rồi. That it is like it. Đây rồi. Em thích nó chứ? Thích ngôi nhà chứ?
It was an ordinary house, white with low window, all closed up and quiet. Yeah, but why do we have to move here? It's good to say on the move. We stood gazing through the fence at the mango trees on the one side and a tamarind tree on the other. Đây rồi, nó đây rồi. À, em thích nó chứ? Nó là một cái ngôi nhà bình thường thôi, với được sơn màu trắng với cái cửa sổ màu xanh da trời, và tất cả đều đóng lại và yên tĩnh. Dạ cũng được, nhưng mà anh tại sao mình phải chuyển nhà đến đây thế? Anh Totoka trả lời là thì thay đổi cũng tốt mà, kiểu đấy, thì di chuyển cũng tốt mà, thay đổi cũng tốt mà. Chúng tôi đã đứng ngắm qua cái hàng rào á, ở tại cái cây xoài ở bên một bên ha. Chúng tôi đã ngắm cái hàng rào ở cây xoài một bên và một cái cây tamarind tree. Tamarind tree là cây gì mọi người? Cây gì mà chua chua ngọt ngọt đấy mọi người? Đố mọi người cây gì á? À, ngắm cái hàng rào mà có một cái cây xoài một bên và một cái cây được. Cây khế. Cây khế dễ thương quá. Oh, cười quá. Cây khế, cái chua chua ngọt ngọt mà. Cây khế là chua rồi đúng không? Cây tamarind tree là cây me nhỉ. Cây quýt. Tamarind tree là cây me à bạn ạ. Đúng rồi, cây me ở một bên. You're such a busy boy, but you have no idea what's going on at home. Papa's out of a job, isn't he? It's been 6 months since he had a fight with Mr. Scottfield and they kicked him out. Did you know Lala's working at the factory now? And Mama's going to work in the city at the English mill? Well, there you go, silly. It's all to save up to pay on the rent on this new house. Papa's good 8 months behind on the other one. You are too young to have to worry about such sad things, but I'm going to have to help out at mass to pitch in at home. Có ai comment gì mà nó TikTok nó báo với tớ là nó lọc comment của các bạn nhỉ? Comment gì mà nó bị tiêu chuẩn hả? Tiêu chuẩn cộng đồng hả? Rồi đoạn này nha, busy body. À thưa các bạn, khi nói đến cái này có nghĩa là chỉ một người lăng xăng ấy, mọi người. Ok, em là một cái người lăng xăng ha, nhưng mà em chả biết gì nhà mình đang xảy ra chuyện gì cả. Papa đã nghỉ việc rồi đúng không? Và đã được 6 tháng kể từ khi mà bố đánh nhau với ông Scottfield và họ đá bố ra. Và em có biết là Lala đang làm việc ở nhà máy bây giờ không? Và mẹ thì sẽ đi làm ở thành phố ở chỗ English Mill không? Ok, em biết đấy. Thằng ngốc. Tất cả mọi người làm như thế là để gọi là để tiết kiệm, để trả cho cái phí thuê ở ngôi nhà mới này. Và ở cái nhà cũ ấy thì papa đã nợ 8 tháng tiền nhà rồi. Thật ra thì em quá trẻ, em quá nhỏ ấy để biết để lo lắng về những cái điều buồn đó. Nhưng mà anh thì anh sẽ phải làm gì? Anh sẽ phải giúp mọi người trong cái gọi là cái mớ hỗn độn đấy, và để pitching. Thưa các bạn, chúng ta có một cái từ, một cái slang word or an idiom là pitching. Pitching có nghĩa là góp
góp tay hoặc là góp sức. Thường á là góp tay hoặc là góp sức về tiền. Mọi người nha. Mọi người nha, mình có chữ pitching. Pitching có nghĩa là tiếp tay á, giúp một tay, phụ một tay á, kiểu thế. Gọi là phụ một tay á. Vậy thì đoạn này là ừ em thì quá nhỏ để mà phải lo lắng về những cái thứ mà join hand là chung tay. Cái này là mình nghĩ là join hand thì sẽ không đúng. Mình nghĩ là gọi là contribute to thì sẽ đúng hơn. Đóng góp vào ấy. Thì anh sẽ phải giúp đỡ những cái một cái trận hỗn độn này và để phụ một tay vào cho nhà mình. Kiểu đấy ạ. Đúng rồi, giỏi quá. He stood there a while in silence. Và anh Toto ca đứng đó một lúc và yên lặng. Ôi mẹ ơi đắng. Dạ mình like khoảng cỡ 15-20 phút nữa rồi mình nghỉ à? Khi nào mệt thì mình nghỉ ấy. Mình like từ 10 giờ nhá. Bây giờ có bao nhiêu người đang xem? 110 người đang xem hả? Totoka, are they going to bring the Black Panther and the two lionesses here? Of course, an old slave boy here is going to have a take part, the children quote. Totoka, họ sẽ mang Panther là báo và hai con lionesses, hai con sư tử đến đây chứ. Báo đen và hai con sư tử, họ sẽ chuyển chuyển báo đen và hai con sư tử đến đây chứ. Ok, tất nhiên rồi. Và cái old slave boy, Totoka nói là tất nhiên rồi. Và sao nhỉ? Và thằng hầu này hả? Và thằng hầu già này ha, ở đây sẽ là sao? Sẽ phải take a part. Take a part có nghĩa là take a part có nghĩa là gỡ ra ấy mọi người. Gỡ ra. Còn chicken coop có nghĩa là chuồng gà. Và thằng này sẽ gỡ cái chuồng gà ra. Alright. Tổ chức. Tổ chức đâu? Take a part. Rồi tiếp ạ. Đoạn này mọi người ơi. Đoạn này mọi người có không hiểu đoạn nào không? Tớ sẽ dịch lại đoạn này mọi người. Ngủ đi cô ơi. Mọi người ok đoạn này không ạ? Cái này nhiều chương lắm không? Cái này ít lắm. Quyển sách này cực kỳ ngắn. Tụi mình còn chưa hết một part nữa. Nhưng mà vậy thì hôm nay mình sẽ đến tại đây ha. Mình sẽ được không mọi người? Hôm nay mình sẽ dừng tại đây ha. Nếu như mà một cái quyển sách nó như thế này mà mình chỉ đọc thôi ấy, như lúc đầu mình mới livestream với mọi người thì nó dễ cực. Mình đọc có một, chắc là một tiếng đã hết rồi. Nhưng mà tại vì mình vừa đọc vừa phân tích ngữ cảnh, vừa dịch, vừa chọn từ hay, nói chung là đầu mình hơi xáo trộn kiểu đấy. Xong rồi mình ấy. Trang mấy vậy cô? Trang 11 ạ. Trang 11 ạ. Ok. Vậy thì
Ok, vậy thì mọi người đi ngủ nha. Bye bye mọi người. Mình sẽ gặp lại mọi người vào 10 giờ tối mai nha mọi người. Bye. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Biết ơn mọi người rất là nhiều vì đã vào xem livestream của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trang, Trang không phải là Trương. Bạn hỏi Trang hay hỏi Trương nhỉ? Trang mấy vậy cô mà? Alright, bye bye mọi người. I'll see you tomorrow evening at 10. Alright, so bye. Làm sao tắt nhỉ?